Hi guys, welcome you guys come back to English for 10. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình bình lớp 10. In the previous lesson, we have learned about, we have practiced a lot about speaking skills. Ở phần trước các bạn đã luyện tập rất nhiều về phần kỹ năng nói rồi đúng không? And today we are going to a new lesson. Mai chúng ta sẽ đến với một phần học mới nhé. But before we start our lesson, we have three missions today. Nhưng trước khi chúng ta đến với bài học mới của chúng ta, tôi sẽ giới thiệu cho bạn là chúng ta có ba nhiệm vụ nhé. Firstly, you need to prepare for you guys your English workbook. Các bạn cần chuẩn bị sách bài tập tiếng Anh lớp 10 nhé. Hai nhiệm vụ đầu đó chính là I will help you correct part A reading của cái chủ đề này. Tôi sẽ giúp các bạn chữa cái phần A, phần kỹ năng đọc của cái chủ đề phần 4 này ở trong sách bài tập 123-24. And part B speaking, bởi vì đám ra là cái phần này là phần reading là sẽ phải luôn vào cái phần biết học chính khóa luôn, nhưng mà vì nó dài quá nên là tôi sẽ dùng vào cái biết học ngắn hơn một chút nhé. Em thấy phát phì phần speaking, phần nói là ở trong sách bài tập 127. Và cái phần nhiệm vụ chính, main mission, đó chính là tôi sẽ hướng dẫn các bạn về phần listening, đó là phần cái phần kỹ năng nghe. Thì các bạn hãy mở phiếu bài phiếu khoa 148-149 nữa nhé. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm độ tiên. Now we are going to the first part. Mình sẽ đến với phần đầu tiên nhé. Okay. Prepare your English workbook and open your workbook page 23-24, please. Hãy chuẩn bị phần bài tập và hãy mở phần bài tập trang 23-24 nhé. I will help you correct part A reading page 23 and 24 in your workbook first. Tôi sẽ giúp các bạn chữa cái phần A, đó là phần kỹ năng đọc ở trong phần bài tập 23-24 ở trong cái bài tập của các bạn nhé. Okay, here you go, chúng ta bắt đầu thôi. Ở đây yêu cầu là review text, review passage text and vocabulary that best complete each of 15 phrases. Nếu như trong phần bài tập thì nó lại khác hơn ở đây nhé. Đó là đọc cái đoạn bài khóa và khoanh tròn và chữ cái mà nó đúng, nó đúng nhất, phù hợp nhất với mỗi câu. Ở đây tôi có một bài đoạn văn khá là dài. If parents bring up a child with a soul aim of turning your child into a genius, they will call for disaster. This is one of the biggest mistakes with ambitious parents make, and realize that parental expectations can cause damage to children. However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well. Especially if the parents are very supportive of the child. Do Anduk is very lucky. He plays via by music and his parents help him a lot by taking him to concerts and rearranging the piano and violin lessons for him. Although Duk's parents know very little about music, they have tried their best to help their son with his interest. However, we never make him enter music competitions if he is unwilling. Your friend, Vu Hoàng Duy, however, is not so lucky. Although both his parents are successful musicians, they set too high a standard for Duy. They want their son to be as successful as they are, and so they enter him for every piano competition help. They are very unhappy when he does not win. When I was at your age, I used to win every competition I entered. We father tell him, we are always afraid that he will disappoint his parents and now he's always been quite unhappy. Cái bài đọc này cũng giống với tình trạng thực tế. Đó là cái bài đọc này nó khá đặc biệt, nó không giống như bài đọc ở phần A. Nó là bài đọc A là nói đến cái cô giáo với lớp học và đặc biệt là cho người điếc, chỉ là người mù. Thì ở đây nó là nói về cái việc phục vụ ở nhà, cái việc mà đặt cái quá nhiều kỳ vọng của con cái. Ở thực chất là ví dụ như là trong các PP, ví dụ như là trong PP lớp 10
thì bỏ với nhiều phụ huynh là mong mỏi để bỏ bạc quá nhiều kỳ vọng con bác con phải đạt lứa chuyên lựa chọn đúng không, điều đó nó sẽ tạo rất nhiều áp lực. So they put a lot of pressure in the joy, chưa, họ đặt quá nhiều cái hy vọng kỳ vọng mà phải gây nên bị lo lắng cũng như là căng thẳng, đúng không, căng thẳng. Đấy. Là bước dịch qua bài này như sau: vì bố mẹ nuôi nấng muốn đứa con với mục đích duy nhất là bắt biến con thành một thiên tài thì họ sẽ gây ra một thảm họa. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà các bậc làm cha làm mẹ tham vọng mắc phải. Kỳ vọng không thực tế của cha mẹ có thể gây ra hậu quả lớn cho trẻ. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không quá phi thực tế về những gì họ mong đợi con cái của họ phải làm, nhưng tham vọng một cách hợp lý, đứa trẻ có thể rất thành công, đặc biệt là nếu các bậc phụ huynh sẽ ủng hộ của mình. Đồ ăn vi à vi ơi, đồ ăn Đức của đây là đồ ăn về phải bếp nhá. Đấy, rồi về lại bài tập của về hai nước vần sai này. Ở rất may mắn với đam mê âm nhạc, ở bố mẹ ở phụ nữ vẫn rất nhiều bằng cách đưa cậu bị các buổi hòa nhạc và sắp xếp các bài học piano và viol và bí tựa bài dương cầm và violin cho cậu riêng ấy. Mặc dù cha mẹ của Đức thì biết rất là ít về âm nhạc, nhưng tuy nhiên họ cũng đã cố gắng hết sức mình để giúp đỡ con trai họ của họ với của mình. Tuy nhiên họ không bao giờ bắt cậu ấy tham gia cuộc thi âm nhạc nếu cậu không sẵn sàng. Bạn của Đức, cái này ghi của vệ phải bé rồi. Bạn của Đức đó Vũ Hoàng Phi, tuy nhiên không may mắn như vậy. Mặc dù cả cha và mẹ của cậu là nhạc sĩ thành công, họ muốn con trai của họ cũng thành công như họ và vì vậy họ đăng ký cho cậu tham gia mọi cuộc thi piano được tổ chức. Họ rất không vui nếu không không về chiến thắng. Khi ba được buổi của con, ta tưởng thắng mọi cuộc thi ba tham gia. Bố của Vi nói với cậu, Vi vẫn sợ rằng cậu sẽ làm bố mẹ thất vọng và trong việc cậu chung trường là cậu không vui. Ở trong bài tập này, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi trắc nghiệm. Vì đây là dạng câu hỏi cũng khá là phổ biến trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngay kể cả khi mà từ những năm trước đến giờ. Vậy nên là các bạn hãy luyện dần thì khi mà các bạn bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì thầy cô sẽ đưa ra cụ thể về từng ký. Đấy. Và bên câu hỏi số 1: One of the biggest mistakes every parent can make is to. Một trong những cái sai lầm lớn nhất mà các bố mẹ nào có thể tạo ra. A. Neglect their child's education. Bỏ bê cái việc học hành của con cái. B. Put the child into trying to achieve too much. Làm khiến cho con cái phải cố gắng để đạt được thành tựu quá nhiều. C. Make their child becoming musician. Đó là biến với con gái của họ trở thành một cái nhà âm nhạc. Mà vô bím gì đó chính là help the child to be a genius through front of thought. Giúp cho đứa con của họ trở thành một thiên tài thông qua việc hỗ trợ tiếp tục. Vậy thì trong cái bài vực này chúng ta sẽ tìm từ khóa. Tìm từ khóa ở đây chúng ta từ khóa đó chính là từ. Đó là biggest myth, one of the biggest mistakes parents make. Bắt tìm những từ đó nhé. Bởi vì chúng ta hãy chú ý đến đoạn đầu tiên. Thì đoạn văn đầu tiên đấy, đó là parents bring up a child with the aim of turning the child into genius. They call the dog to be faster. Như vậy là nếu mà với hy vọng duy nhất đó là biến con gái chúng ta, tức là ở đây không thể nói đến việc là quantitative support, đó là về hỗ trợ liên tục. Như vậy chúng ta phải loại luôn ra D. Và chúng ta chú ý đến đoạn văn đầu tiên. Đoạn văn đầu tiên nó chưa nói gì đến việc là biến con gái của họ trở thành một cái người nhạc sĩ. Bởi vì đây là một cái vấn đề nói chung. Cái đoạn văn đầu tiên nó nói về việc vấn đề nói chung. Vậy cái phần C này này thì nó là cái phần cụ thể đối với bạn Vũ Hoàng Duy cơ, chứ không phải là đối với phía đoạn văn đầu tiên. Đây nó nói rằng là bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, đặt quá nhiều kỳ vọng, tức là nó nói đến cái việc là bắt con cái là phải cố gắng đạt rất nhiều thành tựu đúng không? Như vậy đam đục phải là đam B, không phải đam A. Tại sao đam A như thế? Ở đây bố mẹ nào mà chẳng quan tâm đến việc học hành của con cái đúng không? Đấy. Như vậy thì nó việc bỏ B thì chắc chắn không phải. Như vậy đam đúng ở đây nó phải đam B.
But for high, parents' ambition for their children is not wrong. If A, they push the children into achieving a lot. B, they understand and help their children in difficult times. C, they themselves have been very successful. And D, they arrange private lessons for their children. Ở đây chúng ta có câu ở đây nói về cái tham vọng bố mẹ đối với con gái của họ không phải là sai. Nếu như làm sao? Thứ nhất, câu A thì chắc chắn không đúng rồi vì nó cũng nó lại là một trong những vấn đề lớn, cái lỗi lầm lớn mà bố mẹ phải đặt ra cho các con. Như vậy đã am A chúng ta phải loại ngay. Câu B như sau, they understand and both say đó là they themselves have been very successful. Bản thân họ thì cũng đã là những người làm thành công đúng không? Nhưng tuy nhiên không phải ai cũng thành công đâu nhá. Vậy nên là có những người mà họ không thành đạt nhưng mà họ có thể dạy dỗ con cái trở thành những người thành đạt đấy. Người ta một câu là con hơn cha là nhà có phúc là như vậy. Như vậy là chúng ta không thể nào chọn đáp án phi được đúng không? Câu D đó là they arrange private lessons for their children. Bà bà sắp xếp các bài học riêng cho bé con bé của họ. Những vấn đề nếu con cả những vấn đề nếu như con cái của bạn cũng thích thì bây nó lại có thể là sai lầm đấy. Vậy nên là đây không thể làm đúng được. Và nếu như mà bố mẹ hiểu và giúp đỡ con cái trong những giờ khó khăn thì chắc chắn là con cái thường sẽ thành công không nào. Vậy thì câu nào mà đã chứng minh điều đó, bà hãy cùng nhau xem nhé. Ở đây nó chỉ có đáp án mà không có cái gợi ý đâu. Đó là if parents are not too unreliable about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well. Đấy. Hoặc là especially if the parents are supportive of the child. Đấy. Chúng ta chú ý những ví dụ từ đó thì chúng ta sẽ được cái câu trả lời. Đúng nhỉ? Đó chính là án B. Rất nhiều bài tập đúng không? Câu số 3. Đồ ăn được, không phải đồ ăn vệ nhá. Đồ ăn được is fortunate because A. He's very interested in music. B. His parents are very famous. C. His parents are good at music. And D. His parents help him in a successful way. Đồ ăn được thì rất là may mắn bởi vì làm sao? Thứ nhất là có ích âm nhạc. Thứ hai, bố mẹ thì nổi tiếng. Thứ hai, bố ba là bố mẹ thì gốt trong cái mặt âm nhạc. Và thứ tư là bố mẹ tốt giúp đỡ trong một cái hợp lý. Như vậy là đầu tiên là chúng ta thì thấy rằng là cậu ấy thì điên cuồng về âm nhạc đúng không? Nhưng mà đó không phải lý do chính. Được chưa? He very interested in music. Câu đáp án này là hoàn toàn đúng. Nhưng tuy nhiên nó không phải cái nội dung chính mà chúng ta muốn truyền đạt đến. Bởi vì cái nội dung mà truyền đạt đến nó lại phải nói về cái tham vọng của bố mẹ cơ. Vậy câu B đó chính là his parents are very famous. Đây không phải vì bố mẹ của cậu ấy không phải là những người nổi tiếng. Như vậy đã đúng. Đáp án này không chính xác. Bố mẹ nổi tiếng thì nó lại là bố mẹ của bạn Vũ Hoàng Vi cơ, chứ không phải bạn của Đức đâu. Như vậy đáp A và B đáp cái này là chúng ta đáp A cũng gần như đúng rồi, nhưng đáp án A nó không phải bí quyết nhất. Nếu như là bảo ấy thích âm nhạc nhưng bố mẹ phản đối thì sao đúng không? Đấy. Câu C thì chắc chắn không phải. Bởi vì nếu chúng ta chú ý với câu đó là câu gì nhỉ? Chúng ta chú ý với câu là although the parents are well very little of music. Tức là biết rất ít về âm nhạc, họ không biết nhiều đâu. Như vậy đáp án C không phải đáp án chính xác. Mà đáp án đúng là chính đáp án D. His parents help him in several ways. Cái việc mà chúng ta đam mê vì gì đó, ví dụ chúng ta đam mê vì đó nhưng nếu không được bố mẹ ủng hộ thì đó không được gọi may mắn đâu nhá. Nếu như bố mẹ và bạn ấy may mắn vì bố mẹ ủng hộ đúng không? Đấy.
Vậy thì ủng hộ bằng cách nào? Chúng ta hãy chú ý với câu ở phòng biệt từ ôn dầu. Đó là gì nhỉ? Cái bài này cũng ngắn không dài lắm. Là although the parents know very little, they have tried their best. Để cố gắng hết sức để mà help, để mà giúp đỡ cùng với lại giúp đỡ con cái thực hiện cái ước mơ của mình, đúng không? Và họ không bao giờ never make him enter music competition. Không bao giờ bắt là cậu ấy phải tham gia các thi âm nhạc nếu như là chưa sẵn sàng. I'm willing, okay? Chúng ta sang câu số 4. Câu số 4 là nội dung về bạn Vũ Hoàng Vy. Tức là chúng ta phải chú ý đến đoạn văn thứ 3. Câu số 4 đó là Vũ Hoàng Vy parents push their child so much that bố mẹ của Vũ Hoàng Vy thì đặt quá nhiều cái kỳ vọng vào con cái của họ. Vậy nên là cái gì? Thứ nhất là he's unhappy because he's afraid he may not very successful. Đó là cậu ấy cảm thấy không vui vì cậu ấy sợ rằng là cậu ấy có thể là không thể đạt, đúng không? Cái này khi mà ví dụ như là chúng ta làm cái nghề bố mẹ bắt mình phải làm cái nghề này trong khi đó mình không thích thì hay khả năng thành công nó khá là khó ấy, không dễ đâu. Tiếp theo là he has passed a lot of competitions. Cậu ấy đã vượt qua các cái kỳ thi. Ở câu C đó là he feels he cannot learn anything about music from them. Cậu ấy cảm thấy rằng cậu ấy không thể học được cái điều gì về vì âm nhạc từ họ. Và D, he has already become a better musician than his father. Cô ấy đã sẵn trở thành một cái nhạc sĩ tốt hơn so với bố của ông ấy. Ở đây thì chúng ta nếu mà chú ý đến cái câu đầu tiên, the friends Vũ Hoàng Vy, however, is not so lucky, although both his parents are successful music musicians. They want their son to be as successful as they are. So they enter him for every piano competition. Cái câu B đó là nói đến cái việc mà cậu ấy đã đỗ các kỳ thi đó. Nhưng không phải là ở đây không bó về và đến việc là cậu ấy đỗ với nhiều kỳ thi đâu. Vậy nên bạn B bị loại nhá. Câu C đó là bạn thấy rằng là cậu ấy không học được cái gì về âm nhạc. Thì cái đó nó cái câu B này này nói lại là cái việc mà bố của Vũ Hàm Vi giành được chiến thắng với nhiều kỳ thi cơ. Như vậy Vũ Hàm Vi thì chưa tham gia một kỳ thi nào đâu. Cái câu C đó chính là cái việc mà không thể học âm nhạc, cái câu B này không đề cập đến. Còn cái câu mà đề cập cái việc mà sẽ trở thành ở đây là đã trở thành đúng không? Nhưng mà cậu ấy bố mẹ cậu ấy mới chỉ đặt hy vọng thôi, tức là cậu ấy chưa trở thành một nhạc sĩ đâu, đúng không? Mà chưa trở thành nhạc sĩ thì chưa biết là cậu ấy hơn hay là kém bố bố mẹ của mình đúng nào. Như vậy câu D chúng ta sẽ loại luôn và chúng ta sẽ chú ý đến bên cuối cùng. V is always afraid that he will disappoint his parents and now he's always feeling quite unhappy. Đấy, afraid disappoint his parents, quite unhappy. Như vậy chúng ta sẽ có gồm đáp án đó chính là đáp án thám vị đáp án A. He is unhappy because he afraid he may not very successful. Chúng ta chuyển sang câu cuối cùng. Chúng ta sẽ phải suy luận từ hai đoạn văn về hai bạn Đỗ An Đức và Vũ Hoàng Vy. Ví dụ về hai câu bài này sẽ chứng tỏ rằng thứ nhất, it's important to let children develop in their way they want. B. Successful parents often have unsuccessful children. C. Parents who want their child to be a musician should also be good musicians. D. The more money is spent on a child's education, the better your child will do. Nếu như chúng ta thấy là ở câu B, tôi sẽ vừa biểu quả câu B trước. Đó là bố mẹ thành công thường có những con cái không thể đạt. Điều này là không đúng. Điều này là không đúng hoàn toàn. Bố mẹ thành công cũng có thể có con cái không thành công. Nhưng tuy nhiên cũng có trường hợp bố mẹ thành công thì con cái cũng thành đạt. Hoặc là bố mẹ thì không thành công nhưng con cái lại thành đạt thì mới có câu là con hơn cha là nhà có phúc. Như vậy câu câu B là bị loại ngay lập tức. Loại câu C đó là
Vì việc mà bố mẹ mà muốn con cái trở thành một cái nhà vĩ, cũng nên trở thành những cái nhà vĩ. Thực chất ở đây là nó là vấn đề chị biết, nhưng tuy nhiên là đây là cái vấn đề vô pha với thông điệp. Tức là cái này nó nhằm truyền tải một thông điệp gì, chứ cái này là thông tin cụ thể, vậy nên chúng ta không, đây không phải thông tin cần phải truyền đạt. Về câu đề đó là the more money you spend on your child's education, the better your child will do. Mình càng piêu, mình càng piêu tốn tiền nhiều và trong việc vào nghề vụ của con thì phí trẻ em sẽ tốt hơn. Điều này là không chính xác, vì có nhiều chuyện là bố mẹ còn đầu tư hàng tỷ đồng cũng chỉ vì theo động con gái mà con gái vẫn hư hỏng chế bình thường, đúng không? Vì đấy, như vậy là vấn đề là nó phải thuộc với sự giáo dục bố mẹ, vì và cũng như là sự thấu hiểu của con gái, cái sự kết nối bố mẹ của con gái có thể tầm quan trọng đấy. Như vậy cô bạn đúng chính là a rất quan trọng để như là trẻ em phát triển với cái cách mà họ muốn, như vậy là họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn về family comfortable and relax, họ cảm thấy sảng khoái hơn, đúng không? Như vậy đây chính là án 1B, 2B, 3D, 4A and 5A, 1B, 2B và D, 4A và 5A. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về phần nhiệm vụ tiếp theo nhé. Well done, you guys have completed the first one. Tốt lắm, các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Now let's move to second mission. Hãy hoàn, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang nhiệm vụ thứ hai. Open your workbook page 26-27, please. Hãy mở sách bài tập trang 26-27 nhé. Now let's do part three speaking part page 26-27 in your workbook. Chúng ta hãy cùng nhau làm phần C nhé. Chúng ta sẽ đến với một bài tập ngắn thôi, không nhiều, nó khá là dễ các bạn. Nó giống khá là tương tự với lại cái phần speaking, phần cái này cô đã hướng dẫn rồi, nó là một khá là giống với phần task number one, cái nhiệm vụ số 1, nó khá là giống với bài tập này, nó khá giống với bài tập này. Đấy. Nào, chúng ta sẽ đến với phần free speaking nha. Now, let's move to part 2. Hãy chuyển sang phần thứ hai. Ở đây yêu cầu như sau. Complete the dialogue by filling in each blank to form 1 to 6. Hoàn thành cái đoạn hội thoại bằng cách điền vào với chỗ trống từ 1 đến 6. Which one of the expressions A to hat? Từ là cái câu hâm phí. Cái câu âm. Đấy, có nhiều. Có nhiều câu hơn số chỗ trống đúng không? Đấy. The first one has been done in an example. Vì câu đầu tiên đã được làm hoàn thiện giống như là một ví dụ. Chúng ta có một đoạn hội thoại như sau. A short assistant. Good morning, madam. Customer. I bought this few wraps last week and I vì vì đó. And I washed it and it's become so small. Don't forget. Short assistant. Oh yes, customer, and I paid $1 for it. That's expensive. Short assistant, it gives. Well, customer, no, thank you. I just want my money back. Short assistant, well, perhaps you like all your things for the same price. Customer, I just like my money back, please. Short assistant, oh, okay, I'm very sorry. Đây là chúng ta có H từ A đến H. Bạn có ba tình huống sau. Thứ nhất là I'm terribly sorry. Tôi thật lòng xin lỗi. Thứ hai là yes, I hope so. Tôi hy vọng như vậy. Ở đây thì có 6. Như vậy chúng ta chỉ cần chọn số cái thôi. Would you like to take another few reps of the same quality? Bạn có muốn mà lấy cái váy lụa khác mà có cùng chất lượng không? Thì yes. Sao ạ? E, maybe I like. Có thể tôi sẽ thích. F, I will organize it. Tôi sẽ gửi chúng nó. G, no, I would rather not. Or, tôi thà không. And H, can I help you? Có thể giúp bạn được không? Về câu đầu tiên, Good morning, Adam. Thì nó đã được làm mẫu. Như vậy chúng ta chỉ còn từ A đến G thôi, đúng không? Good morning, Adam. Can I help you? Khi mà có một cái ba đến, chúng ta sẽ hỏi cái câu đó, đúng không? Can I help you? Câu B đó là yes, I hope so. Tôi hy vọng như vậy, đúng không?
I bought this real reef last week and I washed it and become so small all over that. Right? Oh yes. Yes, vì ở các bạn. Oh yes. Câu 2 đó câu F rồi đúng không? Thì câu 3 là... Câu 2 là B. Câu 3 phải là I'm terribly sorry. Và tôi thật lòng tôi xin lỗi. Được chưa? Ở khi mà chúng ta thấy nhìn vào đó, chúng ta phải bị sự xin lỗi chân thành với khách hàng đúng không? And I paid $8 for it. That's expensive. Và tôi đã trả $8 vì nó. Mà quá đắt. It is. Đúng vậy. Well, vậy thì would you like to take another for the rest of the family? Khi mà có người mà phàn nàn về cái việc là ở cái váy nó bây giờ nó phải những váy nhỏ, thì đương nhiên là khi mà hỏi từ hỏi khác thì có thể là người ta phải nói là có thể có cần phải lấy cái váy khác không, thì khách hàng nói là không cảm ơn thì muốn chỉ lấy lại tiền thôi đúng không? Thì sau đó thì trợ lý của cửa hàng lại hỏi là có khi là bà thích cái thứ khác ở ở trong vùng giá thì bà đúng là không không nhá, tôi chỉ muốn lấy lại tiền thôi. Dạ, xin lỗi thì oh ok I'm very sorry tôi rất xin lỗi, tôi sẽ hoàn lại nó đúng không? All con này phải hoàn tiền lại. Ok. Như vậy là chúng ta đã chưa hoàn thành xong với đoạn này. Và số này đã án 1 8 2B 3A 4C 5G and 6F. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương án hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ dịch qua bài này nhé. Chào buổi sáng, thưa bà, có thể vô vị cho bà. Vâng, tôi hy vọng thế. Tôi đã mua chiếc váy lụa này ở đây tuần trước và tôi giặt nó và nó đã trở nên rất nhỏ. Nhìn nó này. Ồ vâng, tôi rất biết về việc này. Và tôi đã trả $8 cho nó, thật thế là quá đắt. Một đúng là đắt thật. Bà có muốn lấy một chiếc váy khác với chất lượng tương tự không? Không, cảm ơn tôi chỉ muốn lấy lại tiền thôi. Vậy có thể bà muốn mua thứ khác với váy như vậy chăng? Không, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình thôi, làm ơn. Ồ được thôi, tôi rất xin lỗi với phương pháp việc này. Đấy. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ thứ hai rồi. So we have completed the second one, okay? Now let's move to final part, which is very important for today. Chúng ta sẽ đi với nhiệm vụ chính cuối cùng, nó rất quan trọng của chúng ta ngày hôm nay, bao gồm ba phần hoàn thành nhá. Okay. Well done. You guys have completed the second one. Tốt lắm, các bạn hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai. Now let's move to main mission today. Bây giờ chúng ta hãy đi vào nhiệm vụ chính của tiết học ngày hôm nay. Now leave open your textbook page 48 to 49. Hãy mở phiên giáo khoa trang 48 và 49 ra nhé. And that's the most important mission that we have from the must from the today. Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng ta phải hoàn thành ngày hôm nay. Vậy thì đó là nhiệm vụ phi nhỉ? Chúng ta cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Now we're going to the today lesson. Listening skills, chuyển sang kỹ năng nghe, kỹ năng nghe. Như vậy là kỹ năng nghe của chúng ta, và tôi giới thiệu trước là chúng ta sẽ có hai dạng bài tập. Thứ nhất đó là dạng bài tập textual, và thứ hai là dạng bài tập mà biên từ. Thì chúng ta sẽ luyện hai dạng đó lần lượt qua trong phần while you listen. Mà bây giờ chúng ta sẽ đến trước khi mà chúng ta đến với phần listening, tôi sẽ giới thiệu một số từ vựng trọng tâm nhé. Nào chúng ta đến với phần từ vựng một chút nhé. Ok, now here we go, chúng bắt đầu nào. Ở đây thì chỉ có 3 từ chính, thì tôi sẽ giới thiệu thêm một số từ trong phần before you listen hoặc trong các phần khác. Và biết là message, nó là thông điệp về tin nhắn chúng ta muốn truyền tải. Ví dụ như là các bạn muốn chuyển, ví dụ như là trong cái câu chuyện bố mẹ giáo viên chẳng hạn, các bạn người ba giảng muốn thông muốn gửi cho bạn đọc cái thông điệp gì đúng không? Đó là chúng ta phải thể hiện tính năng thương cảm của mình đối với những phụ phận nghèo khổ đúng không? Đấy. Tiếp theo là doubt.
nghi ngờ, mình không tin được cái gì đó là thật đúng không? Đấy. Bây giờ special, 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 đó là đặc biệt đúng không? Đấy. Nào, chúng ta sẽ đến với phần listening. Now, firstly, we are going to part one before you eat, before you listen. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu tiên trước khi bạn nghe. Ở đây chúng ta sẽ có hai hoạt động. Đầu tiên là word in pairs, là thảo luận trạng cặp đôi. Fill each of blanks with one word from the box. Điền những cái điền mỗi chỗ trống với một từ thích hợp trong khung. Chúng ta có 6 từ, đó photograph, photographer, photography, photogenic và photographic. Ở đây chúng ta nói chung là nó đều có biển có gốc ở photo, ok? Có cái photograph, có cái photo, đấy, nói chung là nó về vấn đề điện ảnh đúng không? Ở đây có một đoạn văn ngắn, chúng ta có 5 từ, đúng không nhỉ? Xin lỗi, tôi vừa nói 6 từ, xin lỗi nhé, 5 từ. I joined a club when I was a fan of school and I had been fascinated by and the themes. However, I had decided not to become a professional. I went to a of my girlfriend and she did not look as beautiful in the picture as she was. I tried to calm her down by saying, you're not very honey. Okay? Vậy thì chúng ta sẽ có khoảng 5 phút để liền nhé. We have 5 minutes to fill gaps to five blanks. Fill gaps in 5 minutes. Okay? And now 5 minutes for you begin. 5 phút cho bạn đâu ở nhé. So, have you completed? Have you finished? Các bạn đã hoàn thành xong chưa? Have you have the answers? Các bạn đã có câu trả lời chưa? Okay, I will give you the answer right now. Tôi sẽ đưa các bạn câu trả lời ngay bây giờ. Câu số 1 đó chính là photographic. Photographic. Photographic về bính từ. Bính từ đó là thuộc về nhiệt ảnh. Tức là bính từ nó thường đứng trước một danh phình từ. Vậy nên là chúng ta không thể nào cho cái động từ trước được bính người đầu và bính danh động trạng đúng không? Cái vị trí đó bính danh động trạng và tính nó phải đứng trước phình từ, danh từ nó phải đứng trước động từ phải đứng trước trạng từ. Đấy. Ok, next one, câu số 2 đó chính là ở đây có từ by. By cái gì đó thì tức là đây là câu bây giờ dạng có bị động. Bị động thì đương nhiên nó phải có một cái chủ ngữ rồi. Và danh từ ở đây chính là photography, nghề nhiếp ảnh. However, I decided not to be professional. Đây là tôi đã quyết định không trở thành một cái gì đó chuyên nghiệp đúng không? Thì vào phần đó nó phải là một cái danh từ chỉ người. Đó chính là photographer, nhiếp ảnh gia, tức là người chụp ảnh ấy. Next one, I want to chụp cái gì ạ? Chụp cái này nó là đó là photograph. Tôi chụp một bức ảnh thôi đúng không? Đối với bạn bé của tôi đúng không nhỉ? Đấy, và bạn bè cô ấy không trông nhìn không đẹp như trong bức tranh của ấy đúng không? Và tôi có thể cố gắng mà làm vui bình tĩnh bằng cách nói rằng là ok, tiếp theo đó là cái phần photogenic, đó là ăn ảnh đúng không? Khi mà ví dụ như chụp chúng ta thấy chụp bức ảnh đó nó không đẹp đúng không? Tức là người đó nó không ăn ảnh, tức là không đẹp đúng không? Ở đây tôi sẽ dịch qua bài này như sau. Tôi tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh khi tôi còn học ở trung học. Đây là trung học, nếu như là học viên tiếng Việt trung học cơ sở. Và tôi đã bị cuốn hút bởi nhiếp ảnh từ đó. Tuy nhiên tôi đã quyết định không trở thành một người nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tôi đã từng chụp một bức ảnh của người bạn gái và không cho con đẹp như trong hình. Tôi đã cố chấm am của ấy bằng cái nói em không phải ảnh lắm, em yêu. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, listen and repeat. Nhưng vì ở đây không có băng nên tôi sẽ phát âm cho bạn. Bây giờ nghe và phát âm, nghe và lặp lại nhé. Đầu tiên là surroundings, surroundings, surroundings. Đó là bị xung quanh vòng quanh. Tiếp theo, sorrow, 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 buồn. Passion, passion, passion. Tiếp theo, laborer, laborer, laborer.
If one, death, death, death. Khi mà nói đến từ từ này các bạn phải chú ý phát âm phụ âm chứ không không người ta tưởng là trẻ. Nếu không bạn không ở từ người ta sẽ tưởng là các bạn nói từ chết đấy, được chưa? Yeah. Mute, mute, mute. If one, exhibition, exhibition, exhibition. Alright. Stimulate, stimulate, stimulate. Okay, very good. Được, tốt lắm. Nghe của những từ này các bạn sẽ xem lại ở tiết học phần reading nhé. Ok, now we are going to your part number 2. Why you listen? Chúng ta sẽ chuyển sang phần nghe. Ở đây chúng ta có hai nhiệm vụ. Tough one. Listen to some information about a photography blog and decide whether the film is true or false. Nghe một vài thông tin về một cái people là bộ nhiếp ảnh ra và cũng như quyết định xem những ý kiến đó là đúng hay là sai. Câu số 1. The Vương Trang Huyệt Club members are all disabled children. Các thành viên của câu lạc bộ Vương Trang Huyệt đều là những trẻ em khuyết tật. 2. Which club members are now teaching photography to other children. Mà thành viên của các cái câu lạc bộ bây giờ đó là đang dạy với cái ảnh ra cho các trẻ em khác. Câu số 3. The club members are exhibition the program for the first time in Hà Nội. Đó là đang trình bày với nhiếp ảnh đầu tiên ở Hà Nội, đúng không? Nhưng tiếp theo là the subject is of the father being disabled. Đó là cái chủ đề chính, tức là cái chủng ngữ của trong nằm mấy bức ảnh đó là cái nỗi buồn của những người khuyết tật. Tiếp theo là the passion of the taking photographs have helped them escape from this. Sorrow, đó chính là cái niềm say mê đã trong việc mà chụp bức ảnh đã vũ họ thoát khỏi cái việc nỗi buồn của mình. Bây giờ các bạn sẽ được nghe trong vòng hai lượt vì các bạn sẽ được nghe về bài này trong lần nữa. Vậy nên các bạn chỉ được nghe hai lần thôi nhé. Các bạn thông cảm. Ok, now listen to the first one. Vì bài này các bạn được nghe 4 lần thì các bạn có thể nghe cả 2 lần cũng được. Đấy. Các bạn có thể, nếu như các bạn muốn thì tôi mình vừa lại được ạ. Okay. Unit 4. Special education. Now let's go on with listening comprehension. If you ask any member of the Vang Chan Huyet Club which time of day they enjoy the most, and they will all agree, their photography lesson. The Vang Chan Huyet Club's members come from the Nanjing School for Deaf Children, Sadan Secondary School for Deaf and Mute Children, and the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children. Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tung. The 6-month-old photography club, which comprises 19 deaf, mute, or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi. More than 50 color photos are on display at the exhibition room, featuring the beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are simple and peaceful. Old men reading books on the sides of Huan Kim Lake, laborers hard at work, or chickens looking for food. The children's passion for taking pictures has stimulated them and helped them escape their sorrow. Unit 4. Special education. Now let's go on with listening comprehension. If you ask any member of the Vang Chan Huyet Club which time of day they enjoy the most, and they will all agree, their photography lesson. The Vang Chan Huyet Club's members come from the Nanjing School for Deaf Children, Sadan Secondary School for Deaf and Mute Children,
and the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children. Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tung. The 6-month-old photography club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi. More than 50 colour photos are on display at the exhibition room, featuring the beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are simple and peaceful. Old men reading books on the sides of Huan Kim Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food. The children's passion for taking pictures has stimulated them and helped them escape their sorrow. Unit 4, Special Education. Now let's go on with listening comprehension. If you ask any member of the Vang Chan Quiet Club which time of day they enjoy the most, and they will all agree, their photography lesson. The Vang Chan Quiet Club's members come from the Nanjing School for Deaf Children, Sadan Secondary School for Deaf and Mute Children, and the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children. Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tung. The 6-month-old photography club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi. More than 50 colour photos are on display at the exhibition room, featuring the beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are simple and peaceful. Old men reading books on the sides of Huan Kim Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food. The children's passion for taking pictures has stimulated them and helped them escape their sorrow. OK, now we move to talk number 2. Vì đáp án của hai phần này tôi sẽ nói đến sau khi mà chúng ta sẽ nghe 3 lượt nữa phần top 2. Listen again and fill each blank with a suitable word. Nghe lần nữa và biên vì mỗi chỗ trống với một từ thích hợp. With 6 months old, love. With 1/5, deaf, mute, or mentally retarded children, if now having a first, in Hanoi. More than cover photos are on display of an exhibition room featuring the or daily life being through the eyes of their disabled children. The photos are and old men reading both on the five of happy leg, labor hard at work, or looking for food. The children's passion taking pictures have fun and help them their photos. Nào bây giờ các bạn sẽ nghe lần một biên. Now we from the first one. Unit 4, Special Education. Now let's go on with listening comprehension. If you ask any member of the Vang Chan Quiet Club which time of day they enjoy the most, and they will all agree, their photography lesson. The Vang Chan Quiet Club's members come from the Nanjing School for Deaf Children, Sadan Secondary School for Deaf and Mute Children, and the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children. Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tung. The 6-month-old photography club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi. More than 50 colour photos are on display at the exhibition room, featuring the beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children.
The subjects are simple and peaceful. Old men reading books on the sides of Huan Kim Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food. The children's passion for taking pictures has stimulated them and helped them escape their sorrow. Unit 4, Special Education. Now let's go on with listening comprehension. If you ask any member of the Vang Chan Quiet Club which time of day they enjoy the most, and they will all agree, their photography lesson. The Vang Chan Quiet Club's members come from the Nanjing School for Deaf Children, Sadan Secondary School for Deaf and Mute Children, and the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children. Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club member Nguyen Minh Tung. The six-month-old photography club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi. More than 50 colour photos are on display at the exhibition room, featuring the beauty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects are simple and peaceful. Old men reading books on the sides of Huan Kim Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food. The children's passion for taking pictures has stimulated them and helped them escape their sorrow. Okay, so we have listened for six times. Như vậy các bạn đã nghe bài này được 6 lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại câu chapter number 1. Đầu tiên là câu 1. The Vang Chan Quiet Club members are all disabled children. Về mặt thành viên của câu lạc bộ Vang Chan Quiet đều là những trẻ em khuyết tật. Thì đó chính là. Vậy thì câu này có chính xác không? If true? Yes, true. Đó chính là dành cho trẻ em biết, đúng không? Chúng ta chú ý đến câu này. Come from young teen food for dead children, then for to dead and new children, and unfortunately retired children. Đó là những trẻ em khuyết tật. Như vậy câu 1 đó là đảm đúng. Câu số 2. The club members are now teaching photography to all the children. Cái thành viên của câu lạc bộ vừa đang dạy cái nhiếp ảnh cho trẻ em khác. Vậy thì đó là đúng không? No, false. Bây giờ thì bởi đây không có đề cập đến, vậy nên là bởi em hiểu sai nhé. If one, the club members are exhibition that popped up for the first time in Hanoi. Thành viên của câu lạc bộ này trình chưa lãm thì phát biểu bức ảnh của họ từng đầu tiên ở Hà Nội. Vậy câu này đúng hay không? Yes, if true. Thì chúng ta thấy rằng là ở câu này, the 6-month-old photographic club which complex Mute or maturity now if now having if revision in Hanoi. Chúng ta chú ý về đoạn văn này. Chúng ta phải tìm được ngoan từ khóa. Đấy. Từ khóa nó ở đây. Ok. Như vậy câu này là đúng. Câu 4. The subject of the photos is the sorrow of being disabled. Nếu như chúng ở đây là cái đối tượng của cái bức ảnh này đó là cái nỗi buồn của những người khuyết tật. Nhưng tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy rằng là những cái chủ ngữ ở đây thì nó khá là bình thường cũng như là hàm vị. Đó là bác vì ông lão thì đọc sách ở bờ sông Hoàn Kiếm, ở bên bờ Hoàn Kiếm này, đúng không? Đấy, chicken mà con gà nó tìm kiếm thức ăn, đúng không? Như vậy thì cái câu này nó làm bị chăm chỉ, như vậy câu này là sai.
Và câu cuối cùng, the passion of taking photographs have helped them escape from the sorrow. Vì niềm đam mê trong cái ngành điện ảnh đã giúp họ thoát khỏi cái nỗi buồn của họ. Đó thì nó đã thể hiện ở cái câu cuối cùng rồi, đúng không? The sharing passion have stimulated them. Chúng ta phải chú ý cái câu, câu đoạn cuối cùng. Như vậy chúng ta đã tìm kiếm câu trả lời thôi. Như vậy câu này là đúng. Như vậy chúng ta có 8 như sau: 1, B, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 2. Đấy. Chúng ta phải thêm fun stuff number 2. Đầu tiên là từ ở đây hầu hết là chúng ta thấy rằng là nó cũng gần như là nó đã có sẵn ở trong cái bạn nghe rồi. Và hầu vậy nên là chúng ta chú ý từ cái câu từ đoạn này thì chắc chắn bạn phải tìm được luôn câu trả lời, đúng không? Đấy. Vậy nên là cái phần này tôi sẽ không giải thích nữa vì nó đã có chết cho bài nghe. Đó chính là cái câu trả lời đấy, đúng chưa? Các bạn có thể sử dụng những cái từ này để các bạn có thể tìm với các từ còn thiếu, đúng chưa? Ví dụ như là, ví dụ như vì đây, the sixth month, mà vì đấy, photographic, đó là, đấy, from five, 19, đấy, death, meal, a metric, nutrition, and a heaven, if, first, a vì, exhibition, đúng không nào? More than, đấy, tôi sẽ gạch chân những từ nào mà chúng ta thường, thường liền nhá. Feeling, future, the beauty, và vẻ đẹp, đúng không? Đấy, fantastic, simple and peaceful, đơn giản và giản vị, đúng không? Đấy. Chicken, đấy, đúng không? Nhiều người hay nói chicken thôi, nhưng mà chicken, ok? Đấy. Have stimulate them và việc escape, đúng không? Đấy. Đó là chính là những từ mà chúng ta cần tìm. Chúng ta về như sau: câu lạc bộ nhiếp ảnh phục tháng, trong đó bao gồm 19 trẻ điếc, câm hoặc tinh hoặc là kiểu năng tinh thần diễn phát triển đang có triển lãm đầu tiên tại Hà Nội. Hôm 50 bức ảnh màu sắc được trình bày tại phòng triển lãm với vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày, nhìn thấy qua con mắt của những đứa trẻ quê tân này, bất luận đơn giản và bị êm bình. Người già thì đọc sách trên bờ hồ Hoàn Kiếm, người lao động thì làm việc vui chăm chỉ, hoặc là con gà kiếm thức ăn thôi, nó vì hình ảnh con gà thôi, đúng không? Nói chung là những cuộc sống hàng ngày nó giản dị, nó bình, nó yên bình, đúng không? Và niềm đam mê của chị em đối với chụp ảnh nó đã kích thích họ và phô họ và phải có nỗi buồn của họ, đúng không? Nỗi buồn trong việc khuyết tật ấy, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng vào phần after using. Vậy sau khi nghe chúng ta sẽ làm, phải làm gì? Sau khi mà các bạn đã nghe khá nhiều lần như thế, đúng không nào? After you listen, đó là sau khi nghe, thì các bạn sẽ tập hợp những cái thông tin để các bạn làm với hoạt động nhóm của in-groups. We tell a story about the Vân Trang Khuyết Photography Blog. Đó là kể lại cái câu chuyện về cái câu lạc bộ ở nhiếp ảnh Vân Trang Khuyết, đúng không? Vậy thì các bạn phải có khoảng 10 phút để suy nghĩ chờ. You have 10 minutes for this one. Ok, 10 minutes for you guys begin. 10 phút cho bạn bắt đầu. So, have you finished? Các bạn đã xong chưa? Về phần này các bạn có thể vượt luôn vào cái phần trong number 2 để các bạn có thể trả lời hoặc là đấy. Ở đây thì nó các bạn có thể sử dụng lời văn viên của mình cũng được, hoặc các bạn có thể sử dụng cái lời văn viên của mình. Nhưng mà thông tin các bạn phải dựa vào cái phần top number 2 với phần đoạn thông tin bạn nghe thấy nhá. Đầu tiên nào, Vương Trang Khuyết Photography Blog, just 6 months old, from 5th, 19 deaf, mute, all naturally retarded children. Tức là bộ nhiếp ảnh Vương Trang Khuyết chỉ 16 tháng tuổi, bao gồm 19 trẻ biếc, câm hoặc tinh thần chưa phát triển, hay có gọi hiểu năng. If half of exhibition in Hanoi, nó có chỉ đã được biên tại Hà Nội. We have more than 50 power photos on display at the exhibition. The subjects are simple and peaceful. More photos are related to the beautiful or daily simple life. Hiện nay thì có hơn 30 bức ảnh màu được trình bày trong buổi triển lãm. Các chủ đề thì vô cùng đơn giản và yên bình, không phải chủ đề phức tạp hóa lên cái gì cả. Nói chung là cuộc sống bình đời thường của chúng ta thôi, đúng không nào? Hầu hết các bức ảnh đều liên quan đến vẻ đẹp của cuộc sống bình thường hàng ngày. Đấy là về phần after you listen. Bài học tiếp theo các bạn nhớ chuẩn bị cho phần writing và chuẩn bị làm bài tập trong phần bài tập phần writing nhé. Ok. Well done, you guys have completed the final one. Tôi làm các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng và nhiệm vụ quan trọng nhất. Let's practice listening more at home. Về nhà các bạn hãy luyện tập về khả năng nghe thêm nhé, để các bạn có thể phải hiện phim through so em a lot about your
skill và hệ bài kiểm với nhiều về khả năng nghe đấy. Nào về nhà nhớ bạn nhớ chuẩn bị cho học tiếp theo và prepare for the lesson, đó là phần writing kỹ năng viết. Các bạn nhớ làm trước bài tập phiếu khoa cho 50-51 cũng như là làm trước với phần kỹ năng viết ở sách bài tập trang 27 nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you for your listening. And now it's time to say goodbye. Bây giờ hãy nói về bài viết rồi. And goodbye and see you in the next lesson. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Tạm biệt.